Từ khi mà có mặt ở Việt Nam thì công ty Honda Việt Nam đã luôn luôn có sự đồng hành với chính phủ, với các cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương trong việc thực hiện các quy định pháp luật và các chính sách về bảo đảm an toàn giao thông. Và trong đó thì đặc biệt là Honda luôn luôn quan tâm đến cái việc giáo dục và cải thiện an toàn giao thông cho thế hệ trẻ nói chung và cho học sinh nói riêng. Và sau khi đánh giá toàn bộ quá trình mà chúng ta triển khai cái công tác phối hợp giữa ba bên, giữa Ủy ban An toàn Quốc gia, Bộ Giáo dục Đào tạo và Honda ấy, thì mình thấy rằng là những cái kết quả đến nay thì cũng đã rất nhiều và đáng ghi nhận. Nhưng chúng ta cũng còn phải làm nhiều hơn nữa trong việc là nâng cao cái hiệu quả và cả hiệu lực của công tác giáo dục an toàn giao thông đối với một cái nhóm đối tượng hết sức đặc biệt, đó là đối tượng học sinh trung học phổ thông và thanh thiếu niên trong lứa tuổi học sinh trung học phổ thông. Và việc mà chúng ta làm sao để phối hợp tốt giữa cái cơ quan, những cơ quan chỉ đạo, cơ quan ban hành quy định pháp luật về giáo dục, thế rồi với một cái doanh nghiệp như Honda, để cùng làm sao chúng ta phát huy vai trò của người đứng đầu cái cơ sở giáo dục và giáo viên chủ nhiệm trong các cơ sở giáo dục trung học phổ thông, thì lúc đó chúng ta mới có thể có được cái hiệu quả và hiệu lực tốt hơn trong công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh trung học phổ thông.